Đợt mưa sắp rồi em à. Úi rồi ôi. Anh em mưa sắp rồi thật luôn anh em à. Không tin được luôn. Mình đợt mưa sắp rồi anh em à. Ui quá. Úi rồi ôi luôn. Mục tiêu hoàn thành rồi anh em. Giờ mục tiêu tiếp theo là 20 sub, không biết có nói không anh em rồi. Ui cảm ơn em rất là nhiều luôn em à. Vui quá anh em. Hồi trước 5 sub giờ 10 sub rồi anh em ơi. Ui rồi ôi. Quá là cảm ơn anh em luôn. Anh em tất cả ủng hộ để mình lên được à 20 sub nha anh em. Kênh mình càng ngày càng phát triển nha anh em. Đấy. Tích cực ra video. Hồi mới nãy mình mới ra một video xong nha. Video nó mình nói nhỏ quá anh em. Nên nó gì mong anh em thông cảm nha. Rồi video giờ mình sẽ nói to lên anh em ơi. Rồi không nói to mới lại anh em. Cái video là mình ra hơi trễ vào buổi tối nha anh em ơi. Vì buổi sáng ấy, mình bắt đi, đi học thêm cho ngày lễ anh em. Tôi có tiền truy nã ai này anh em ơi. Em thanh niên này cũ chuối quá, có 36 vali à. Ôi chê. Ui, vui quá anh em. Làm xong nhiệm vụ này luôn. Chơi luôn cho nó nóng nào. Còn cuối này nha. Ok, xong nhiệm vụ luôn anh em ạ. Ôi rồi ôi, 10 súp. Quá là vui luôn. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Một video mình chia mình như này thôi em ạ. Cứ là mục tiêu mình sẽ ra một video như thế này. Đấy. Một video này nó ngắn tầm 2 phút 3 phút thôi anh em. Đấy. Chưa, đi cùng này luôn, đi còn vui. Ăn mưa là tao vẫn tao. Bún tàu ăn mừng ta đang ăn bún lại bún lại cù 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 là sớm quá nhỉ. Ý của ngoài xong sẽ kết thúc nha nhỉ. Video lần sau ngày mai quay với giờ tối khuya rồi quay làm chi nhé đúng không. Hôm mà anh em coi buổi sáng thì thôi kệ anh em luôn, giờ mình đang nói buổi tối nha anh em. Ok bye bye anh em nhá. À lạc quá anh em ơi.